lúc cô tỉnh lại đã thấy mình nằm cùng phòng bệnh với anh ba mẹ cô và cả ba mẹ anh đều có mặt bọn họ vậy mà trò chuyện vô cùng vui vẻ với nhau cô còn nghe loáng thoáng gì mà nghĩ tên cho cháu ba mẹ giọng nói của cô yếu ớt vang lên cả bốn người đều đồng loạt quay sang nhìn mẹ chồng cô nhanh chóng cầm lấy bát canh gà hầm thuốc bắt nóng hổi đem đến trước mặt cô con dâu ngoan mẹ có nấu canh gà cho con ăn một chút phụ nữ mang thai không được bỏ bữa đột nhiên trong đầu cô vang lên tiếng nổ lớn mang thai cô mang thai sao cô đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn mẹ chồng mình rõ ràng không có dấu hiệu gì sao có thể mang thai được chứ đôi mắt cô đưa sang nhìn anh vẫn đang nằm bất động ở đó đôi mắt đột nhiên rưng rưng muốn khóc vừa dứt liền khóc lớn mẹ chồng cô và mẹ cô liên tục dỗ dành kỳ nhi đừng khóc mà con mà khóc sau này em bé sẽ không vui đâu ngoan đừng khóc mẹ ơi con mang thai rồi, con đã làm mẹ rồi. Khương Tịnh Kỳ ôm lấy mẹ mình khóc lớn, khóc mãi không chịu ngưng. Đến khi mệt rồi liền ngủ gục trên vai bà như đứa trẻ nhỏ, cô chỉ mới 18 tuổi, vừa phải quản công ty thay chồng, vừa phải mang thai cực khổ như vậy. Liền cảm thấy cô có chút đáng thương, mỗi ngày, cô đều được hai người phụ nữ chăm sóc, ăn toàn đồ bổ cho phụ nữ mang thai khiến cô sắp chịu không nổi nữa rồi, bởi vì cô mang thai không tiện đi lại, nên chuyện công ty do ba anh giải quyết, còn anh cũng được chuyển về nhà để chăm sóc. Khương Tịnh Kỳ nắm lấy tay anh, đây là phòng ngủ của hai người, cô hy vọng ở đây anh sẽ sớm tỉnh lại. Anh Duật. Anh nhìn xem, anh làm ba rồi còn không mau tỉnh lại cho em, dạo gần đây, em rất khó ăn, lại thường xuyên nôn mửa, ăn cá không được, trứng cũng không, nhưng lại rất muốn ăn bánh ngọt, có phải em sẽ sinh con gái không? Cô ngồi trên giường, nắm lấy tay anh luyên thuyên cả buổi, em nói nhé. Mẹ ngày nào cũng hầm canh, rồi nấu toàn món ngon cho em, anh còn không mau tỉnh lại, chắc chắn anh thành con ghẻ. Cô nói xong, liền ôm lấy anh hôn lên trán anh một cái, hôm nay là ngày cô khám thai định kỳ, cô vẫn thường xuyên đến khám đầy đủ, vẫn chăm sóc bản thân thật tốt, vì sợ sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo của mình. Khương Tịnh Kỳ đã quá quen với nhân viên bệnh viện, cô có bảo hôm nay mẹ không cần đi cùng, cô đã có thể tự chăm sóc bản thân nên cô muốn đi một mình mọi người ở bệnh viện gặp cô liền rất vui vẻ vì cô vừa giỏi lại vừa dịu dàng có lần ninh khuê mật cũng đến đưa cô đi khám thai nhưng khi cô bảo về bàn với tần vũ phong làm cho ninh khuê mật một đứa thì chị ấy liền lắc đầu lia lịa dù cho tần vũ phong vô cùng phấn khích cô khám xong liền ghé trung tâm một chút cô ăn mặc cũng rộng không quá bó người vì sợ bảo bảo khó chịu suy cho cùng cũng đã gần hai tháng rồi anh cũng đã ngủ lâu như vậy nhìn thấy những bộ quần áo trẻ sơ sinh vô cùng đáng yêu thì cô lại muốn mua đem về nhưng hiện tại cô vẫn chưa biết là con gái hay con trai nên không thể tùy tiện mua được như vậy rất phung phí mua một ít trái cây và đồ ăn về nhà mỗi ngày thức dậy cô đều hy vọng sẽ nhìn thấy lăng duật tỉnh lại mỗi ngày đều như thế khiến cô cảm thấy an ủi bản thân được một chút tịnh kỳ trở về nhà đã là buổi chiều bước vào trong bước chân của cô liền dừng lại bất động nhìn căn nhà được mở đèn sáng khắp nhà, hình như trước khi cô đi cô không bật đèn, chẳng lẽ nhà có trộm sao, nhưng ăn trộm nào lại đi bật đèn như vậy chứ, cô thật sự cảm thấy khó hiểu, lại có chút sợ hãi, cầm lấy nhánh cây bằng hai ngón tay ngoài sân chậm rãi đi vào phòng khách. Mùi thức ăn đột nhiên sọc vào mũi cô, khiến cô bất giác nhìn sang phòng bếp. Mẹ cô đến à? Nhưng khi bước lại gần thì tất cả đồ vật trên tay cô đều rơi xuống, đứng bất động, Hốc mắt ngập nước nhìn người đàn ông đang ở trong bếp nấu ăn, là anh. Anh tỉnh rồi, Lăng Duật. Hức hức, là anh. Có phải là anh không? Khương Tịnh Kỳ vừa khóc nấc vừa gọi anh. Lăng Duật nghe tiếng cô liền quay đầu lại, nhìn cô đứng khóc nhưng vẫn nhìn lấy anh, đôi mắt ngập nước khiến anh vô cùng đau lòng, anh chậm rãi đi lại chỗ cô mà vỗ về, sao vậy? Vừa về đã khóc thành thế này rồi. Lăng Duật đau lòng lau nước mắt cho cô cô ôm lấy anh ở trong lòng anh khóc nấc lên tiếng anh ngủ lâu như vậy em sợ thật sự rất sợ sợ anh sẽ không tỉnh lại nữa ừm anh biết rồi bảo bối đừng khóc anh sẽ đau lòng chết mất chẳng phải anh đã đứng đây với em sao lăng duật vừa nói vừa hôn lên môi cô một cái để trấn an tinh thần của cô hức lăng duật em nhớ anh thật sự rất nhớ anh nói xem nếu anh không tỉnh lại hai mẹ con em biết phải làm sao chứ. Khương Tịnh Kỳ vừa quẹt nước mắt vừa đáng thương nhìn anh nói, lăng ruột đột nhiên bất động. Hai mẹ con. Vậy là cô mang thai rồi. Chẳng lẽ chỉ vì một lần trước khi xảy ra chuyện mà đã dính rồi sao? Không phải chứ, sao lại như vậy được, em mang thai. Anh nhìn cô ngơ ngác hỏi, Khương Tịnh Kỳ gật đầu. Ừm, đã gần hai tháng rồi, lúc mang thai em còn không biết, đến khi ngất rồi mới biết mình mang thai, bảo bối nhỏ. Vất vả cho em rồi, ngoan mau vào đây, chồng em nấu đồ ăn cho em nhé. Anh mỉm cười tít cả mắt. Gương mặt ngập tràn hạnh phúc khi biết bản thân đã làm cha, anh ôm lấy cô, bế cô đặt ngồi xuống ghế trong phòng bếp, nhưng khi xoay lưng rời đi liền bị cô nắm lấy tay áo kéo lại, Khương Tịnh Kỳ nhìn anh lắc đầu. Em không đói, anh vừa mới tỉnh lại cũng nên nghỉ ngơi đi lăng duật nhìn vẻ mặt của cô cũng đành bất lực anh vừa tỉnh lại đã không thấy cô chết camera mới biết hôm nay cô đi ra ngoài anh không muốn gọi mẹ anh vì chắc chắn bà ấy lại mắng anh càng không muốn bà ấy chạy đến nhà mình bảo bối ngoan ăn một chút có được không lăng duật quỳ một chân xuống ngồi xổn trước mặt cô anh hiện tại cảm thấy bản thân rất khỏe suốt hai tháng trời không biết anh đã sợ hãi thế nào đâu anh liên tục nhìn thấy hình ảnh ở kiếp trước của cả hai lại nhìn thấy cô vì tai nạn mà qua đời bỏ lại anh nhưng lúc đó anh cũng nghe thấy tiếng cô nói chuyện nhưng không cách nào tìm được đường ra anh như lạc vào mê cung không lối thoát bản thân lại mang một nỗi sợ hãi mỗi lần anh nhìn thấy cô trong bóng tối nhưng không cách nào chạy lại mà nắm lấy cũng không chạm được cô anh đã vô cùng bất lực muốn buông bỏ nhưng khi nghe giọng nói của cô anh lại cố gắng anh sợ nếu anh không tỉnh lại Tịnh Kỳ của anh biết thế nào đây? Nếu anh không tỉnh lại, cô sẽ bị người khác ức hiếp, ai sẽ bảo vệ cô đây? Bao nhiêu nỗi sợ hãi bao trùm lấy anh, bắt anh phải tìm được đường trở về, anh cầm lấy bát canh hầm mà anh thấy được đặt trong tủ lạnh. Vừa mới hâm lại, trên đó còn có ghi chú, nhìn thấy chữ đã biết của mẹ anh mang đến, đút cho cô ăn từng chút một, hành động vô cùng dịu dàng, anh vô cùng yêu chiều cô. Cuối cùng, người con gái này cũng đã là của anh người con gái này cuối cùng cũng đã yêu anh đã có anh trong lòng lăng duật em nhận ra rồi em thật sự rất rất yêu anh lăng duật anh từ đầu đến cuối chỉ có một mình em lăng duật vẫn đến lăng thị làm việc sau khi bình phục lúc cả nhà biết anh tỉnh lại mẹ anh thậm chí còn mắng anh một trận vì ngu ngốc để người ta tính kế còn tần vũ phong thì lại kể anh nghe chuyện cô giúp anh trả thù còn chính tay mình giết chết mộ cẩn phong vì sau ngày hôm nay anh phải ở nhà với cô nên nhờ trợ lý tuyển thêm thư ký mới để phụ anh ta một tay từ hôm nay đến khi cô sinh anh sẽ chuyển toàn bộ công việc về nhà vậy mà anh ta lại đi tuyển một nữ thư ký chân dài cô gái đó suốt ngày lưỡng lự trước mặt anh khiến anh vô cùng chướng mắt nhưng cũng phải chịu thôi vì trợ lý anh tuyển thư ký cho anh ta mà không phải anh lăng tổng anh uống một chút cà phê đi là em mới pha rất ngon đó Nữ thư ký đó mặc một chiếc đầm body ôm sát người, đứng trước bàn làm việc của anh. Cuối người đưa cà phê, cố tình để lộ vòng một của cô ta trước mặt, vậy mà anh một cái cũng không nhìn. Cánh cửa phòng làm việc đột nhiên bật mở, trợ lý của anh hốt hoảng nói, lăng tổng. Phu nhân của ngài đến rồi. Câu nói vừa dứt thì Khương Tịnh Kỳ đã bước vào, vẻ mặt đằng đằng sát khí muốn giết người. Cô vừa mới nghe tin anh tuyển thư ký mới là nữ giới, chân lại còn dài nữa nên liền chạy đến đây xem cô ta vừa nhìn thấy cô liền tỏ thái độ mỉa mai lăng tổng cô gái này là ai vậy chạy đến đây còn không chào hỏi đúng là không biết phép tắt cô nói ai không biết phép tắt có tin tôi đuổi việc cô không đi làm mà ăn mặc hở hang như vậy đúng là không tuân thủ nội quy khương tịnh kỳ đưa đôi mắt sắc bén nhìn cô ta đang khoanh tay đứng trước mặt cô cô ta thấy vậy liền tức giận nói cô là ai có quyền gì mà đuổi tôi chứ lăng tổng anh mau đuổi cô ta đi đi cô ta xoay sang lăng duật nói nhưng anh lại không thèm quan tâm đột nhiên lăng duật đứng dậy bước ra khỏi bàn làm việc cô ta cứ ngỡ anh sẽ bên cô ta nhưng khi thấy anh đảo một vòng xong liền đứng sau lưng của khương tịnh kỳ vòng tay ôm lấy eo cô anh dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn cô ta chán ghét nói Cô hỏi cô ấy là ai, có quyền gì mà đuổi cô sao? Cô ấy là vợ tôi. Là bà chủ của Lăng Thị, như vậy đã có quyền chưa, anh Tôn? Đuổi việc, trừ cậu nửa tháng lương. Lăng Dược lạnh lùng nói. Anh Tôn thật không thể tin nổi, vì một đứa ngu ngốc như cô ta, lại khiến anh đây bị xếp trừ lương. Thật sự không thể tin nổi, nhưng anh ta cũng chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận, còn cô thư ký mớ y dậm chân tức giận bỏ đi, cô ta vốn định một bước lên làm chủ, tham lam nên mới như vậy. Nhưng hai người đó đi thì lăng duật cũng không thoát khỏi sự lạnh nhạt của Khương Tịnh Kỳ. Cô gạt tay anh ra, thái độ vô cùng chát ghét, khiến anh hốt hoảng ôm lấy cô vào lòng. Khương Tịnh Kỳ bước lại đến trước mặt, cô mang thai đã bốn tháng, bụng cũng đã có chút nhô lên. Cô mặc chiếc áo Babidon vô cùng đáng yêu. Cái tên chết tiệt nhà anh đã nhìn thấy những gì rồi hả anh còn dám tuyển thư ký nữ nếu hôm nay em không đến có phải anh sẽ không đuổi việc cô ta không cô tức giận đẩy anh ra mà mắng cô vô cùng khó chịu khi nhìn thấy cô ta ăn mặc hở đứng trước mặt anh nhìn lại bản thân hiện tại khiến cô ta có chút tự ti anh không có nhìn thấy gì cả thư ký đó là do anh tôn tuyển cho anh ta hết hôm nay anh đã chuyển công việc về nhà với em rồi anh đây một lòng trung thành chỉ yêu một mình em không có ai khác tin anh đi hương tịnh kỳ liếc xéo anh một cái còn đánh vào người anh mấy cái anh mà dám lén phén thì em nhất định mang con anh bỏ đi lúc đó đừng hòng mà tìm được mẹ con em anh chỉ có mình em và bảo bảo không có ai khác em đừng giận đừng giận mà lăng duật nâng mặt cô lên mà hôn lên môi cô anh ôm lấy cô hôn tới tất khiến cô không thở được mà đẩy anh ra Lăng Duật bật cười, đỡ cô đi lại sofa ngồi xuống, anh áp tai mình xuống bụng của cô để nghe bảo bảo. Vì là lần đầu làm cha nên anh có chút hồi hộp, không biết thế nào, lên mạng học cách chăm sóc phụ nữ mang thai, còn mua cả sách về học nấu ăn. Nhưng mỗi lần anh vào bếp chẳng khác nào là thảm họa cả. Khiến cô còn đau đầu thêm, bà xã anh yêu em quá đi mất. Anh vòng tay ôm lấy cô, nhất cô đặt lên đùi ngồi vào trong lòng anh lăng duật hôn lên chiếc cầm nhỏ bé xinh xinh của cô khiến cô nhột mà đẩy anh ra Ừm. bà xã cũng rất yêu anh vậy bà xã thưởng cho anh đi lăng duật mỉm cười vô cùng ngọt ngào nụ cười của anh khiến trái tim của khương tịnh kỳ mềm nhũng vén tóc ra phía sau cúi đầu áp môi cô lên môi của anh mà hôn đột nhiên gáy phía sau bị anh giữ lấy khiến rượu hôn kéo dài triền miên không dứt ra được tay anh cũng không an phận luồn vào bên trong mà xoa nắng khiến cô giật mình đẩy anh ra đừng bà xã nhưng anh muốn lăng duật vẽ mặt quốc tức nhìn cô nói tự mà giải quyết đi anh đừng hòng động vào em Khương tịnh kỳ vô cùng phủ phàng với lăng duật anh dụi dụi đầu vào người cô nói em thật tàn nhẫn như vậy còn không trị được anh lăng duật ngẩng đầu nhìn cô anh bật cười hóa ra cô gái của anh lại còn có bộ dạng chống đối lại anh thế này thấy anh cười cô cũng bật cười khanh khách nụ cười của cô khiến cả con tim anh như đang nhảy múa quá xinh đẹp người con gái này thật sự quá xinh đẹp rồi thật may mắn khi anh lại có được cô cô còn là mẹ của con anh lăng duật anh thức rất sớm mặc dù cả đêm không ngủ được nửa đêm cô lại bị đau chân xong còn giật mình ngồi khóc khiến anh không thể nào yên tâm mà ngủ chỉ cần cô cựa quậy anh đã thức giấc, nấu bữa ăn sáng cho Khương Tịnh Kỳ. Cô dạo gần đây vậy mà rất kén ăn, không phải anh nấu liền không chịu ăn, chỉ còn gần hai tuần nữa là cô sinh rồi bụng bây giờ đã to vượt mặt. Mỗi lần cô đi đứng hay muốn lấy cái gì mà tự mình làm khiến anh sợ đến chết khiếp. Bà xã thức dậy ăn sáng thôi. Lăng ruột lay lay người cô, anh vô cùng dịu dàng. Vừa nấu đồ ăn sáng xong mới gọi cô dậy, Khương Tịnh Kỳ dụi dụi mắt, cô đưa mắt nhìn anh nũng nịu nói không muốn em muốn ngủ thêm một chút nhưng anh không thể để cô ngủ mãi như vậy được cô lại có thói quen thường xuyên bỏ bữa khiến anh đứng ngồi không yên ngoan nào xuống ăn sáng xong anh đưa em đi dạo anh dùng mọi cách dụ dỗ cô cuối cùng thì khương tịnh kỳ cũng chịu thức anh giúp cô vệ sinh cá nhân vì sợ cô đi tới lui bất tiện nên liền rời phòng ngủ xuống tầng trệt khương tịnh kỳ vô cùng ngoan ngoãn cô nghe theo anh nhưng vừa bước ra khỏi cửa đã thấy lăng duật đã bày ra một đống gỗ lắc còn có cả con ngựa gỗ đang được anh làm dở cái con người này lại làm gì nữa vậy bữa sáng được anh dọn ra sẵn hôm nay anh là nấu cháo tổ yến cho cô dùng cô vừa múc một muỗng thổi thổi cho bớt nóng sau đó liền cho vào miệng đối với cô chỉ cần là đồ anh nấu cô đều có thể ăn lăng duật anh bày ra nhiều đồ trong nhà như vậy là định làm gì nữa vậy Khương Tịnh Kỳ lên tiếng nhìn anh đôi mắt cô trong veo. Nhưng khiến Lăng Duật cũng cảm thấy có chút bất an, anh thông thả lấy cho cô ly sữa nóng đặt lên bàn. Anh muốn tự tay lắp nôi cho bé con. Còn làm thêm đồ chơi cho nó. Vì là con của anh và cô nên anh muốn cho bé con những điều tốt đẹp nhất. Lăng Duật. Nếu em sinh con trai thì sao? Cô ngẩng đầu hỏi anh, Lăng Duật bình thản đáp. Vừa đáp vừa lắp những mảnh gỗ cuối cùng của chiếc nôi thì ông bà nó nuôi anh không nuôi anh thích con gái vì nó sẽ xinh đẹp giống em anh đưa đôi mắt đầy sự yêu thương nhìn cô vô cùng vô cùng dịu dàng cô nghe anh nói xong liền ngại ngùng cúi mặt ăn tiếp bát cháo tổ yến hai má có chút ửng đỏ cái tên này từ khi nào lại mồm mép như vậy rõ ràng trước kia đâu có thế này trước kia muốn cô là của anh liền biến cô thành của anh bây giờ lại còn nói ra mấy cái lời đường mật chết người như vậy cô ăn xong liền pha cho anh ly cà phê, Lăng Duật rất thích cà phê nhưng cô không cho anh uống vì nó không tốt cho sức khỏe. Cô không thích, anh liền không làm, từ lúc cô mang thai anh cũng chưa từng hút thêm một điếu thuốc nào. Em pha cà phê cho anh, uống ít thôi nhé. Cô đặt ly cà phê lên bàn, sau đó ngồi xuống sofa nhìn anh cẩn thận lắp nôi cho bé con. Cảm thấy có chút đáng yêu, vì anh không thiếu tiền có thể bỏ một ít ra mua là được nhưng anh lại muốn tự lắp cho con gỗ là chính tay anh lựa đều là loại tốt nhất mỗi lần đi mua sắm cùng cô anh đều dừng chân trước quầy đồ em bé sơ sinh mỗi lần đều mua túi to túi nhỏ còn làm cả một căn phòng cho con trong phòng chưa gì đã chứa đầy đồ chơi và quần áo khương tịnh kỳ đang ngồi nhìn anh đột nhiên bụng truyền đến cơn đau dữ dội khiến cô toát cả mồ hôi hột tay ôm lấy bụng mình lăn lăn dược. bụng bụng em đau quá anh nghe cô gọi liền bật dậy, bỏ đi những thứ trên tay chạy lại đỡ cô, sắc mặt anh tái mét nhìn cô vẫn đang đau dữ dội. Sao lại đau bụng chứ? Chẳng phải còn tận 10 ngày nữa sao? Hức, em không, không biết, đau quá, bụng em. Hu hu. Khương Tịnh kỳ bấu vào người anh, khóc nức nở không thôi khiến anh vô cùng đau lòng. Bà xã cố chịu một chút, anh đưa em đến bệnh viện, cố gắng một chút thôi. Lăng Duật dùng hết sức lực bế cô đi ra xe sắc mặt anh vô cùng khó coi khi nhìn cô đau như vậy. Anh dùng cánh tay của mình cho cô cắn vào, tay còn lại vẫn giữ lấy vô lăng vô cùng điêu luyện. Anh cảm thấy cô cắn ngày một đau hơn, Khương Tịnh Kỳ cô đau cứ như chết đi sống lại. Vô cùng đau, nước mắt lẫn mồ hôi chảy ra không ngừng. Anh bế cô chạy vào cấp cứu nhìn thấy cô vẫn khóc lên vì đau. Lúc này Lăng Duật mới nhận ra, hóa ra sinh em bé lại chịu cơn đau thế này, anh có chết cũng không để nó tái diễn lại lần hai nhìn cô đau như vậy chả khác nào là đang giết anh, 15 phút sau, ba mẹ anh và ba mẹ cô cũng chạy đến. Ninh Khuê Mật và Tần Vũ Phong cũng có mặt trước phòng sinh, nhìn Lăng Duật đang chấp tay sắc mặt vô cùng khó coi. Không ai nhìn thấy anh chính là đang sợ hãi, khi nhìn thấy cô đau anh đã thật sự rất sợ. Bảo bối của anh cưng chiều còn không hết, chỉ vì sinh bảo bảo mà lại chịu cơn đau thế này. Khương Tịnh Kỳ mãi 3 tiếng đồng hồ mới sinh xong, cô vì đau mà ngất đi, đứa bé được y tá bế ra đưa cho người nhà. Thật không ngờ vậy mà đứa con đầu lòng của họ lại là con trai, ở bên ngoài lăng ruột lo lắng đến mức sắp ngất đến nơi. Đến khi cánh cửa phòng sinh bật mở anh liền đứng dậy, bước chân loạn choạng đi lại. Cả gia đình ai cũng đứng ngồi không yên, lăng tổng. Là một tiểu thiếu gia, nữ y tá vừa nói dứt câu. Sắc mặt lăng ruột liền tối sầm, không thèm bế con mà đi thẳng vào trong phòng sinh để tìm vợ mình anh nhìn thấy cô vẫn đang ngất đi liền không khỏi lo lắng nắm lấy tay cô sống mũi với cái miệng này thật không khác thằng cha nó mẹ anh bế bảo bảo trên tay không ngừng vui vẻ nói mẹ cô cũng không kém cái má lúng đồng tiền này thật giống mẹ nó cả bốn người tranh nhau bế vậy mà người làm cha như lăng duật từ đầu đến cuối đều không ngó ngàng đến đứa con trai đáng yêu của mình cô về phòng hồi sức anh cũng đi theo tay vẫn nắm lấy tay cô không chịu buông ông bà nội ngoại về nhà chuẩn bị đồ mang vào, đặt bảo bảo nằm cạnh cô. Thằng bé vậy mà vẫn ngoan ngoãn ngủ rất ngon, lăn ruột lên mạng học cách chăm sóc trẻ sơ sinh. Tuy còn tận 10 ngày mới sinh, sinh trước dự định, nhưng nhìn con trai anh không có vấn đề gì mà còn cảm thấy nó rất khỏe mạnh. Anh vén chiếc khăn nhỏ, khuôn mặt bé bé liền hiện ra, cảm thấy đứa con trai này cũng thật quá giống anh rồi. Anh bật cười trong hạnh phúc, bàn tay chạm vào đôi tay nhỏ của bé con, lúc này bên cạnh khương tịnh kỳ đã giật mình tỉnh giấc cô liếc mắt nhìn anh đang ngồi nhìn bé con một cách mải mê xem ra anh cũng không ghét bỏ con như cô nghĩ lăng duật bà xã em tỉnh rồi em mau nhìn xem thằng bé không giống em chút nào cả lăng duật như là lập được chiến công vừa nói vừa cười với cô nụ cười của anh vừa nhìn đã biết anh đã hạnh phúc đến nhường nào khương tịnh kỳ miễn cười nhìn anh xong liền sa sầm mặt nói sao lại không giống em được chứ chẳng lẽ chẳng có gì giống em sao, vậy đợi bảo bảo lớn, em hỏi nó xem tại sao lại chỉ giống một mình anh. Lăng Dược trêu chọc cô. Cô vậy mà cầm lấy cả chiếc gối quăng vào người anh. Cái tên chết tiệt nhà anh mau cút đi. Là con trai em sẽ giống em, được, được, giống em, giống em. Lăng Dược cầm lấy chiếc gối vừa bị cô chọi vào người mình. Anh lại gần cô cúi người hôn lên trán cô một cái, bao nhiêu sự dịu dàng chỉ dành cho một mình cô, Khương Tịnh Kỳ được anh hôn xong liền bật cười, cô lên tiếng nũng nịu. "Em đói." "Vậy đợi anh lấy cháo cho em, lúc nãy mẹ đến mang cho em, nhưng em ngủ mãi không dậy." Lăng Duật gật đầu, anh lấy cháo cho cô xong, anh còn cẩn thận đút cô từng muỗng một. Cô cũng rất ngoan, ăn cũng rất nhiều, bảo bảo bên cạnh vẫn ngủ không một chút động tĩnh. Ham ngủ còn hơn là ham mẹ, cả nhà ba người họ ở trong phòng hồi sức, một gia đình nhỏ của bọn họ một gia đình mà trải qua biết bao nhiêu chuyện mới có thể có được lăng duật cảm thấy mọi thứ quá nhanh so với kiếp trước anh sợ cô lo lắng cũng sẽ không nói cô nghe chuyện của kiếp trước cứ bình yên như vậy mà sống ba người hai lớn một nhỏ mỗi ngày đều sẽ vui vẻ như vậy anh cũng không cần gì khác bảo bảo được anh đặt tên là lăng khuynh bắc đây là cái tên anh bị cô mắng mấy lần mới nghĩ ra được suốt bốn tháng kể từ khi có khuynh bắc anh như một người bị cô cho ra rìa, chỉ được mỗi ban đêm là ôm cô ngủ. Còn bình thường cô đều dành thời gian cho Khuynh Bắc, thằng bé được ngủ trong chiếc nôi mà cha nó lắp. Vì Khuynh Bắc chưa thể ra ngủ riêng bắt buộc phải ngủ cùng phòng với cô, Lăng Duật cũng đã chuẩn bị xong tất cả cho lễ cưới bí mật. Anh không nói cho cô nghe, chỉ là tự mình đi sớm về khuya âm thầm chuẩn bị, cô vì mãi mê chơi với Khuynh Bắc nên cũng không thèm để ý đến anh làm gì cho đến khi sáng cô thức dậy, cô không thấy anh, nhìn qua chiếc nôi trống trơn chẳng thấy khuynh bắt. Cô liền hốt hoảng gọi cho anh, đầu dây bên kia cũng rất nhanh đã nhấc máy, lăng. Lăng dược. Anh mang tiểu bắt đến công ty sao? Giọng nói của cô run run. Lăng dược lại vô cùng bình thản, nhưng giả vờ hốt hoảng. Không có, tiểu bắt chẳng phải ở nhà ngủ cùng em sao? Hu hu lăng dược. Tiểu bắt, tiểu bắt đâu mất rồi? Khương Tịnh Kỳ bật khóc nức nở. Cô vừa khóc vừa chạy đi tìm Lăng Khuynh Bắc. Cô cúp máy chạy đi tìm con trai, đột nhiên bị một chiếc khăn chụp lại vào mũi. Cô dãy dụ một lúc liền không cử động, nằm im bị người khác mang đi. Họ đưa cô đến căn phòng của cô dâu, Ninh Khuê Mật đã đợi sẵn ở đó, cô nàng giúp cô thay chiếc váy cưới. Tranh thủ lúc cô chưa tỉnh mà trang điểm cho cô, cô nàng còn lấy khăn bịt mắt Khương Tịnh Kỳ lại ninh khuê mật đánh vào vai của khương tịnh kỳ một cái cố nhịn cười cô ho ho mấy tiếng sau đó giọng khàn khàn nói đi theo tôi nếu không con trai cô sẽ không xong đâu nhưng ninh khuê mật còn chưa dứt câu đã bị khương tịnh kỳ bật một cái túm lấy hai tay cô nàng cô tháo chiếc khăn bịt mắt ra vừa định hỏi con trai đâu thì nhìn thấy khuê mật cô liền nhanh chóng buông ra chị khuê mật con bé này em mạnh bạo quá Ninh Khuê mật xoa xoa cái cổ tay. Khương Tịnh Kỳ bất động nhìn mình trong gương, cô liền hiểu ra vấn đề, mặc kệ Ninh Khuê mật mà chạy ra ngoài. Lăng Dục chết tiệt, lần này anh chết chắc rồi, còn dám bày trò hại cô một phen hốt hoảng như vậy. Hai tay cầm lấy chiếc váy, cô chạy thẳng vào lễ đường, cả hai bên đông đúc người. Ba mẹ cô và ba mẹ anh cũng có mặt, Tần Vũ Phong cũng có ở đây cùng Ninh Khuê Mật cô nhìn anh một thân vét trắng đứng trên bục sân khấu bước chân liền sững lại cô đưa đôi mắt nhìn anh lăng duật chậm rãi bước xuống tiến lại chỗ cô đang đứng lăng khuynh bắt lúc này đang nằm trong tay bà nội ngủ ngon lành anh đi đến đứng trước mặt cô bé nhỏ chúc mừng em đã trở thành vợ anh anh mặc kệ cô có đồng ý hay không nâng tay cô lên đeo nhẫn vào hôn lên tay cô sau đó anh đưa chiếc nhẫn còn lại cho cô đeo vào tay mình khương tịnh kỳ bất ngờ đến không nói thành lời cô đeo nhẫn cho anh xong liền bị anh nhấc bổng lên bế cô đến một sân khấu lăng duật là anh làm hết sao cô đưa mắt nhìn anh hỏi nhỏ lăng duật nhìn cô gật đầu từng có thấy thích không có một chút khương tịnh kỳ nói nhỏ với anh hai má đã đỏ ửng như trái cà chua vì ngại vậy hôn anh một cái lăng duật nhướng mày nói anh cuối người, cô kiển chân hôn lên má anh một cái. Bên dưới đầy rẫy tiếng vỗ tay chúc phúc cho hai người họ, anh giữ gáy cô hôn lên môi cô. Mãi một lúc lâu mới chịu buông tha cho đôi môi của cô, khiến những người có mặt chứng kiến cũng ngại đến đỏ mặt. Chiếc hoa cưới được cô tung ra, lại rơi đúng trên người đứa em trai của Lăng Duật là Lăng Lục Phong. Khóe môi anh ta giật giật, nhìn bó hoa cưới từ trên trời rơi xuống ngay mình. Lăng Khuynh bắt miễn cười đôi mắt tròn xoe nhìn cậu của mình, khiến Lăng Lục Phong quay sang nhìn thằng bé. Thằng nhóc thối. Con là đang cười cậu đúng không, này này. Đừng có động vào con trai của anh mày. Lo mà kiếm vợ làm một đứa đi. Lăng Duật cầm lấy tà váy dài của cô tiến đến bàn tiệc của gia đình mà lên tiếng. Lăng Lục Phong cứng họng không nói được nữa, Khương Tịnh Kỳ bế tiểu bắt trên tay, Cô hôn lên má con trai mình khiến Lăng Duật vô cùng khó chịu vì cô không hôn anh. Anh nghi người hôn vào má cô một cái. Không được hôn tiểu bắt quá nhiều. Anh sẽ ganh tị chết mất, anh lúc sáng còn khiến em sợ chết khiếp. Khương Tịnh Kỳ đánh vào người anh một cái rất mạnh trách móc. Lăng Duật cũng chỉ biết cười, những người ở đó chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu. Hình như hai con người có tình yêu đang thể hiện buổi tiệc phát cẩu lương. Lăng Lục Phong chỉ biết cười trừ khi nhìn anh mình như vậy. Cô và anh có thể sẽ không bao giờ gặp nhau nếu anh không trùng sinh, cũng sẽ chẳng thể làm lại sau cái chết của cô. Thật không thể tưởng tượng được cuộc sống của anh khi không có cô bên cạnh. Cô độc biết bao nhiêu, vì vậy đời này của Lăng Duật sẽ đối với cô thật tốt. Cũng sẽ không vì anh mà chấp nhận mang nặng đẻ đau, để cho anh một đứa bé kháu khỉnh như tiểu bắc. Anh đưa đôi mắt chứa đầy sự yêu thương, kỳ kỳ anh thật sự rất yêu em. Em cũng rất yêu anh, Lăng Duật. Cô hôn lên môi anh, nở nụ cười như hoa mùa xuân đua nở. Xinh đẹp đến động lòng người. Ba năm sau, Lăng khuynh bắt chẳng khác nào đứa con mà Khương Tịnh Kỳ sinh ra để làm đồng minh cho Lăng Duật. Hai cha con nhà này che giấu tội cho nhau cô còn chưa tính sổ, hôm nay lại dám trốn nhà đi chơi. Cô ngồi ở sofa phòng khách, đợi hai cha con, trời đã tối nhưng vẫn chưa chịu về. Cô nhìn đồng hồ xong liền nhìn ra cửa lớn, bóng dáng một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi vào. Nói cười vui vẻ, Khương Tịnh Kỳ nhìn hai người với đôi mắt tức giận, chịu về rồi hả? Giọng nói của cô vô cùng lạnh lùng. Nhìn hai người đang đứng bất động nhìn cô, Lăng Khuynh bắt nhanh chân hơn một chút. Chạy lon ton lại chỗ của cô đang ngồi. Mẹ! Khi nãy có mua bánh ngọt cho mẹ, ba ba nói mẹ rất thích ăn. Khương Tịnh Kỳ mỉm cười vuốt đầu con trai khiến Lăng Duật thở vào nhẹ nhõm. Anh vừa bước thêm bước nữa đã bị tiếng nói của cô làm bất động tiếp, hai cha con các người mau ra kia khoanh tay lại cho tôi. Đôi mắt sắc bén của cô liếc nhìn anh. Hai người cũng không trải lại, nên đành khoanh tay đứng chịu phạt, anh liếc nhìn đứa con trai nhỏ. Nếu không phải thằng bé muốn vào khu vui chơi thì đã không trễ thế này, biết trước đã để nó ở lại nhà ông bà nội thêm vài hôm nữa rồi. Lần này, cô đã thực sự tức giận rồi, có bào chữa thế nào cũng sẽ không được bỏ qua. Lăng Duật và Lăng Khuynh bắt đưa đôi mắt vừa đáng thương vừa hối lỗi nhìn cô. "Lăng Duật, em hỏi anh, anh đi đón Tiểu Bắc khoảng cách từ nhà bà nội Tiểu Bắc đến nhà chúng ta bao nhiêu phút?" Cô đứng nhìn hai người vẽ mặt vô cùng nghiêm nghị. Lăng Duật nhìn cô thành thật trả lời, "Bà xã, là một tiếng. Vậy tại sao anh đi đón con từ lúc 5 giờ chiều bây giờ đã 8 giờ tối rồi mới về hả? Khương Tịnh Kỳ nhìn anh. Cô đã nói vấn đề này rất nhiều lần, nhưng hai cha con nhà này đều không chịu sửa. Còn cùng nhau qua mặt cô. Lúc này, Tiểu Bắc liền lên tiếng giúp ba ba của mình. Mẹ, là tại con muốn vào khu vui chơi. Ba chiều ý con nên mới về trễ, được. Vậy hai người hôm nay cũng ngủ ở ngoài đi. Cương Tịnh Kỳ gật gù, còn dám bên vực nhau cô thật sự đã không còn gì để nói với hai cha con này nữa rồi. Một lớn một nhỏ, cô cứ ngỡ là đang giữ hai đứa con nít không đấy, bà xã. Anh sai rồi. Lần sau sẽ không chiều theo ý thằng bé như vậy nữa. Lăng Duật nghe cô bắt ngủ ở ngoài liền bật dậy nắm lấy tay cô năn nỉ. Bắt anh ngủ ở ngoài chẳng khác nào là tra tấn anh chứ, có vợ mà không được ngủ cùng thì đúng thật là tra tấn anh mà. Anh không muốn ngủ một mình, không có cô anh không thể nào ngủ được, Khương Tịnh Kỳ liếc mắt nhìn lăng ruột một cái. Anh liền hiểu vấn đề không dám nói nữa, đỡ Tiểu Bắc đứng dậy đi về phòng. Cô tức giận là vì Tiểu Bắc rất khó ngủ, bây giờ mà còn đi tắm thì đến bao giờ mới ngủ. Cô đi về phòng mặc kệ hai cha con tên kia, anh cùng Tiểu Bắc đi tắm, hai cha con đùa giỡn cười thanh khách. Tắm xong, anh cho Tiểu Bắc ăn rồi mới dỗ thằng bé đi ngủ. Nếu thằng bé không ngủ hôm nay của anh coi như xong. Đừng nghĩ đến chuyện được ngủ với cô mà anh còn bị cô mắng đến chết. 11 giờ khuya Lăng Duật mới quay về phòng, anh biết cô vẫn chưa ngủ, anh lên giường vòng tay ôm lấy cô vùi đầu vào hõm cổ cô. Sau đó lên tiếng. Bà xã đừng giận, lần sau không như thế nữa. Ừm. Khương Tịnh Kỳ khẽ ừm một tiếng. Không xoay người lại nhìn anh, mà giả vờ nhắm mắt, bà xã anh cũng chỉ là chiều con thôi. Lăng Duật khổ sở giải thích, lúc này cô mới quay sang nhìn anh, mắt đối mắt cô lên tiếng. Lăng Duật. Anh chiều con cũng phải biết chừng mực, anh nhìn xem, tiểu bắt xa nhà cậu nó mấy hôm. Cả một đám người của cậu nó liền không giữ nổi, xa nhà ông bà, liền khiến ông bà khóc không thành tiếng. Chưa kể đến tầng môn cùng chú tầng của nó, hắt vào toàn bộ hệ thống suýt chút thì chú Dư đã khóc không thành tiếng. Khương Tịnh Kỳ còn chưa tính đến chuyện, anh đưa con đến công ty khiến cả một lăng thị nháo nhào vì thằng bé. Anh hôn lên môi cô một cái giúp cô hạ hỏa. Từng, anh biết rồi, bà xã đi ngủ thôi. Cả ngày mệt như vậy rồi. Anh vòng tay ôm lấy cô, để cô nằm yên trong lòng mình. Cầm đặt lên đỉnh đầu của cô, tiểu bắt nghịch như vậy một phần là do lăng ruột chiều hư. Một phần là giống lăng ruột hồi nhỏ, nghịch không chịu được, có lần khương tịnh kỳ tức đến mức bật khóc thì thằng bé mới thôi cả nhà này ba nó nó còn không sợ vậy mà cô rất có tiếng nói là vì cô nói thế nào thì lăng duật nghe thế ấy cãi một cái cô liền đuổi khỏi nhà lăng khuynh bắt sợ bản thân bị cô đuổi nên mới ngoan ngoãn nghe lời cô cậu còn biết mẹ cậu vô cùng đáng sợ sáng hôm sau tại lăng gia lăng duật không đi làm anh ở ngoài sân uống cà phê thì giọng của cô la thất thanh ở trong nhà, Lăng khuyên bắt con có thôi đi không hả? Đã bảo không được động vào đồ của mẹ rồi mà. Con có tin mẹ bảo cậu cho con ra đảo không? Khương Tịnh Kỳ vô cùng tức giận, cầm lấy thỏi son cô mới mua bị tiểu bắt nghịch hỏng mất. Lăng ruột bên ngoài nghe cô la liền vội chạy vào, anh nhìn tan chứng vật chứng. Nhìn tiểu bắt vẽ đầy cả nền nhà, lần này liền biết không cứu nổi con trai mình cô tức giận bỏ lên phòng mau đi xin lỗi mẹ con đi đừng để mẹ giận lăng duật nhìn con trai mình nói thằng bé vậy mà cũng nghe lời chạy theo cô về phòng thấy cô đang ngồi bất lực thì tiểu bắt đột nhiên hối lỗi bước lại gần cô hơn Tức tiếng gọi mẹ ơi mẹ đừng giận tiểu bắt không cố ý đâu tiểu bắt xin lỗi mẹ được không hay tiểu bắt dẫn mẹ đi ăn nhé cậu chui vào lòng cô ngẩng cái đầu nhỏ nói khương tịnh kỳ cũng không cưỡng lại vẻ đáng yêu này lấy tay nâng mặt con trai hôn một cái tiểu bắc con đừng nghịch như vậy nếu không sau này lớn lên sẽ không ai làm vợ con không được chạy đến làm phiền cậu cũng không được phá phách khi đến chỗ chú tần biết không khương tịnh kỳ cẩn thận nói với con trai cô đã nghe mắng vốn đủ rồi bây giờ cô còn không dám mang tiểu bắc sang nhà ông bà nữa là lăng khuynh bắt gật đầu vâng ạ à cô gật đầu miễn cười hôn lên má con trai một cái. Cánh cửa phòng này lại mở, lăng duật bước vào liền chứng kiến cảnh hai người hôn nhau. Gương mặt anh trở nên đen như nhọ nồi. Bà xã à, anh cũng muốn, Khương Tịnh Kỳ bật cười hôn lên má anh. Anh một tay bế tiểu bắt, một tay bế cô lên, khiến cô hoảng hốt mà tròn tay sang cổ anh. Sau đó liền lên tiếng, hai cha con các người thật không nói nổi, nhưng hai cha con anh rất rất yêu em. Lăng Duật nhìn cô nói, bọn họ như vậy cả một nhà hạnh phúc, chỉ là Khương Tịnh Kỳ vẫn còn bị nghe mắng vốn dài. Hai cha con này lại thường xuyên cùng nhau đến Lăng Thị, gia đình nhỏ đáng yêu của Lăng Tổng thường xuyên lên trang báo lớn vì quá hạnh phúc. Bọn họ công khai hẳn ở ngoài, anh lại còn thường xuyên úp hình cả nhà đi du lịch khiến ai ai cũng hâm mộ. Cảm ơn các bạn đã cùng nghe hết câu chuyện. Một cái kết rất happy phải không các bạn? nhớ đón đọc các truyện khác trên kênh audio truyện hay nhé cũng đừng quên like comment ý kiến của các bạn để góp ý cho kênh nha cảm ơn các bạn